quay xe gặp phải ma. Một người đàn ông đang trên đường trở về nhà vào giữa đêm khuya. Sau khi đi qua đoạn đường cao tốc, anh ta rẽ vào một cánh đồng để trở về nhà thì mọi thứ trở nên ớn lạnh hoàn toàn. Bất ngờ anh ta trông thấy một hình bóng áo trắng tóc dài thướt tha băng qua đường. Hình bóng đó đang đi ngang qua đường, như thể cô ấy đang đi xuyên qua một bờ đất rất cao. Anh ta vội vàng đổ xe vào mé đường rồi chạy ra, không kịp quay xe. Một lúc sau mới dám lấy xe để quay lại con đường đó và không dám đi qua đó nữa. Bạn nghĩ cô ấy là ai, làm gì mà đi qua đường vào giữa đêm khuya như thế? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Ma đi xoắn quẩy. Hai người đàn ông đang trên đường trở về nhà trong đêm tối qua một thị trấn. Khi đó là vào khoảng 3 giờ sáng, sau khi đi qua đoạn đường cao tốc, anh ta rẽ vào một con đường liên tỉnh qua một khu nhà để trống thì anh ta trông thấy có một chiếc giỏ để quên ở giữa đường. Không biết là của ai, anh ta dừng xe xuống nhặt chiếc giỏ đó thì mọi thứ trở nên cực kỳ lạnh. Like what the hell is this? Oh my god. Bro. Yo, CF, what is this? Yo. It's like a basket. Bro, touch it. What the frig? Yeah, it's a golden. Yo, what the hell is that? Bro, what the frig is that? Bro, where the hell did this thing come from? What the hell is that? That's demented, man. Bro, what the fuck? Hello? Yo. Yo, let's go. Hello? Yo, we can't leave. Dude, wait, hello? Dude, let's go. Bro, are you seeing this? Yeah, I see it. Let's go, man. What are you doing? Dude, it's moving. Yo, what the fuck? What the hell is that? Yo. Oh my god. Yo, let's go, man. Yo, should we go back in the car? Yo, come back, bro. Come with me, bro. Come with me. Bro, what the freak is that? Yo, bro, what the freak? Come with me, bro. Just leave the car, bro. Just come with me, dude. Hello? Yo, what the hell was that thing, bro? You saw that? Bro, there's nothing here. Oh my god, bro, there's nothing here. Đang nhìn vào cái giỏ thì trông thấy một người phụ nữ kỳ lạ đang đứng ở giữa con đường vắng vào 3 giờ sáng. Anh ta hỏi, nhưng cô ấy chỉ đứng im rồi từ từ đi vào bên trong bức tường. Cô ấy đi ngang, bước từng chân này rồi mới bước chân kia. Anh ta tìm một lần nữa thì thấy người phụ nữ đó đứng ở cuối đường. Bro, what is that? Bro, that's the thing. Hello? We're not afraid of you. Yo, that's the thing, bro. That's the freaking thing. Bro, what is it doing? It's literally just standing there. Hello? What are you? Bro, where's my ghost meter? Oh my god, I forgot it in the car. Bro, what the... Bro, what do you mean the other way? Look, there's an alley down that way. Yo, my camera's going blurry. Yo, what the frick is that thing? Hello? We are not afraid of you. I am not afraid of you. Oh my god, bro, what the frick? Did you see how? Did you see how it was? Oh, no. Yo, Bess is gone.
Rõ ràng cô ấy đi vào lối rẽ ngang đó, nhưng anh ta chạy đến hoàn toàn không thấy cô ấy đâu. Một số người nói rằng đó là đoạn đường vẫn bị ám ảnh bởi một người phụ nữ từng ra đi trong một vụ va chạm xe hơi ở đó. Vậy bạn nghĩ rằng đó có phải là bóng ma của người phụ nữ vẫn lang thang trên đường để tìm đường trở về nhà hay không? Và bạn nghĩ rằng tại sao cô ấy có thể đi từng bước đi điệu đà như thế? Có phải đó là một kiểu đi xoắn quẩy hay không? Ma trên đường tàu bay xuống bờ sông. Một số người dân trong một thị trấn đã cáo buộc cho rằng ở cạnh một đường tàu bắc qua một con sông đang bị ám ảnh bởi bóng ma rắc rối của một người phụ nữ đã từng ra đi trên đường tàu đó. Khi anh ta và một số người trong xóm quyết định đi đến đường tàu và ở cả đêm trên đường tàu để hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó trong đêm, anh ta đi bên này sang bên kia của cây cầu bắc qua sông rồi nhìn xuống cả bờ sông. Nhưng đến 2 giờ sáng, khi tất cả đang đứng yên nghe tiếng dế kêu trên đường tàu, thì mọi thứ trở nên ớn lạnh đến tận cốt nõi. Hola. Güey, ¿hay alguien de blanco agachado? Ahí. ¿Es una persona? ¿Caguamo? ¿Es una persona? No creo, güey. A ver, vamos, güey. No mames. No manches, güey. No se puede caminar aquí, güey. Hola. Buenas noches. Ay, güey. Aquí no se pudo esconder, mi gente. ¿Qué, güey? ¿Qué? Pues un pozo, güey. Ah, pero aquí no, aquí no. Sí, aquí no se pudo esconder, güey. ¿Viste la luz, caguamo? ¿O quién la trae? Tú, güey. Ahí. Ahí estaba parada. No manches. Ahí estaba parada, te lo juro. Mira. Ahí está, mírala. Ahí está. Mírala. Ay, no manches. No. Eso, güey. No mames, güey. No manches. Se va riendo, se va riendo. Buena, vamos arriba, güey. Vamos para allá, güey. Vamos para allá. Güey, no chingues. Güey. Cuidado ahí, no vaya a pasar el tren. Los aguas, güey. Sí, güey. Dios mío. Hey. Miren, aquí está el río. ¿La mujer cara de qué? De caballo, güey. Vean, y hay pisadas que parecen tipo de un caballo, güey. Một cái bóng trắng đi qua đường tàu, nhưng anh ta chạy đến không thấy gì. Anh ta nhìn khắp xung quanh rồi đi cả xuống tìm trong bức tường, cũng không có gì. Trên bụi cây không có gì. Đang đứng dưới bờ sông thì anh ta nhìn thấy hình bóng trắng xuất hiện ở bên kia cây cầu. Dường như hình bóng trắng đó đang đi xuống sông. Anh ta chạy nhanh sang đó, tìm dưới bờ sông, tìm cả dưới nước, cũng không thấy gì ở đó. Vậy bạn nghĩ hình bóng áo trắng hai lần xuất hiện ở đường tàu đó rồi biến mất có phải là bóng ma bồn chồn rắc rối của người phụ nữ vẫn trở về trên cây cầu đó hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể na gì? Lạc vào đường ma không dậy được. Một cô gái và bạn của cô ấy đang chơi một trò chơi triệu hồi của quê hương cô ấy. Trò chơi được gọi là cửa màu đỏ, cửa màu vàng. Và nguyên tắc của trò chơi là nếu bạn nhìn thấy ai đó trong trạng thái xuất thần thì bạn không bao giờ được phép nói chuyện với họ, vì người ta nói rằng đó không phải là người thật mà là một sự hiện diện của linh hồn xấu. Tất cả mọi người để cho anh ta nằm xuống và trò chơi triệu hồi xin được bắt đầu. Red door, yellow door, any other color door. 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 Yellow door. What do you see? It's like a purple door, red door, and a yellow one. Are you in the room? Yeah. Oh shoot. I'm on the street. Oh no.
No, you better wake him up. No, Freddy! Freddy! Wake him up! Open your eyes. Open your eyes. That was his friend, Mom. Tito, it's okay, Tito. Wake him up. Tôi không biết anh ta đang bị điều gì mà anh ta cứ hét lên như thế. I'm on the street. Oh no. No, you better wake him up. Tito, Freddy! Freddy! Tito, wake him up. Wake him up. Tito, Tito, Tito. Sau khi đọc xong, cô ấy hỏi anh ta có thấy gì không. Anh ta trong trạng thái nhắm mắt và bắt đầu nhìn thấy có những cánh cửa màu đỏ, cửa màu vàng. Sau đó anh ta nói rằng anh ta đang ở trên một con đường đen tối. Rồi từ đó khuôn mặt của anh ta bắt đầu trở nên nhăn nhó. Cô ấy bảo có gì đó không ổn rồi nên hãy đánh thức anh ta dậy. Nhưng gọi mãi anh ta không thể thức dậy mà cứ hét lên như đang gặp phải thứ gì đó trên con đường đen tối. Anh ta liên tục gọi mẹ ơi và không thể mở mắt ra để thức dậy. Mặc dù cô ấy đang cố vỗ vào vai của anh ta cũng không thức dậy. Bạn nghĩ anh ta đang gặp phải cái gì trên con đường đen tối và anh ta đang bị điều gì ở đây? Gặp ma trên con đường gần hồ nước. Một người đàn ông chuyên về xe và chế tạo, sưu tầm các loại xe tự làm và cả gia đình nhà anh ta đều không có gì huyền bí. Nhưng sau 3 tháng trước, anh ta đã mua về một chiếc xe đời 2002. Rồi anh ta đi xe vào một con đường tối gần một hồ nước vào ban đêm để cho thấy ánh đèn sáng đến đâu. Nhưng mọi người đã lạnh cắm khi nhìn thấy một thứ gì đó hết sức lạnh lùng. Look how friggin' bright that is. This is amazing. Yeah, so these are not just for looks. Bạn có trông thấy khi anh ta bật đèn thì một cánh tay quấn quanh thân cây có thể được nhìn thấy đang trượt từ từ ra khỏi tầm nhìn. Nhiều người xem đã phát hoảng, sau đó anh ta mới nhìn thấy cánh tay đó và quyết định quay lại con đường đó vào sáng ngày hôm sau. Anh ta tìm kỹ toàn bộ xung quanh đều không có gì, không có dấu vết gì ở xung quanh đó. Vậy bạn nghĩ cánh tay đó có thể là gì? Một sinh vật hay là ma đang đứng ở thân cây đó? Bạn nghĩ rằng có phải anh ta đã lạc vào một con đường ma mới la hét như thế hay không? Cánh tay ôm lấy thân cây trong đường tối có phải là ma? Và hình bóng trắng trên đường tàu rồi không thấy đâu có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.